Giáo dục văn hóa, lịch sử, truyền thống thông qua các hoạt động ngoại khóa, hội trại là cách mà Trường Đại học Đại Nam đã và đang thực hiện nhằm giúp cho sinh viên của mình nhận thức rõ hơn văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức về việc bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, làng quan họ thân thương hay không gian của làng quê vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và văn hóa nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới đã được sinh viên Trường Đại học Đại Nam tái hiện sinh động trong dịp hội trại lần thứ tư năm 2015 với chủ đề Văn hóa Việt, truyền thống và hội nhập. Với các em sinh viên, đây là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa các vùng miền trên cả nước và thế giới. Với cái chương trình Văn hóa Việt, truyền thống và hội nhập đấy, đây là một cơ hội để tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc mình. Và bên cạnh đó chúng tôi có cơ hội được trải nghiệm rất là nhiều về những văn hóa, những vùng miền khác nhau trên cả nước. Và đây là một cơ hội rất là tốt để chúng tôi có thể học hỏi và giao lưu kết bạn với nhau. Trong khuôn khổ hội trại còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như nhảy flashmob với trang phục của nhiều dân tộc Việt Nam và các nước trên thế giới, thi kéo co, hội diễn văn nghệ, múa sạp, đốt lửa trại. Đây là hoạt động thường niên của Trường Đại học Đại Nam nhằm giáo dục nâng cao ý thức của sinh viên với nhà trường, gia đình và xã hội, đồng thời gắn kết tình thầy trò. Mỗi một cái lễ kỷ niệm mà hội trại thì Đại Nam đều muốn gắn với các hoạt động của đất nước. Thì năm nay Việt Nam chúng ta mới gia nhập cái hiệp định TPP, đồng thời đến ngày 23 tháng 11 này cũng là ngày di sản văn hóa Việt Nam. Chính vì thế cho nên là chúng tôi đưa ra cái chủ đề hội trại, tức là văn hóa Việt, truyền thống và hội nhập, để muốn gửi thông điệp đến sinh viên và xã hội rằng chúng ta muốn phát triển thì phải hội nhập. Tuy nhiên là dù có hội nhập đến đâu thì đầu tiên phải nghĩ đến cái văn hóa dân tộc, phải yêu và hiểu văn hóa dân tộc. Đó là không những là tài sản, là di sản mà là còn là cái sức mạnh của dân tộc. Với phương châm hòa nhập chứ không hòa tan, hội trại là dịp để giáo dục sinh viên nhận thức rõ hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, cũng như văn hóa của một số quốc gia trên thế giới. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Những thông tin vừa rồi